Thưa quý khán giả, nữ tướng Nguyễn Thị Định sinh ra tại xã Lương Hòa, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Từ sớm, bà đã tham gia hoạt động cách mạng. Bà là nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, vị nữ tướng của thời đại Hồ Chí Minh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người con ưu tú của quê hương Bến Tre đồng khởi anh hùng, và người dân thường gọi triều mến là cô Ba Định. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của bà là biểu trưng của phụ nữ Việt Nam kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của nữ tướng Nguyễn Thị Định, 26 tháng 8 năm 1992, 26 tháng 8 năm 2022, tối qua, tỉnh Bến Tre tổ chức chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh đặc biệt Có phải người còn đó tại khu lưu niệm Nguyễn Thị Định ở huyện Dòng Trôm. Chương trình nhằm tái hiện lại những sự kiện quan trọng và những thành tựu trong cuộc đời hoạt động cách mạng của vị nữ tướng đầu tiên của nước ta, tấm gương tiêu biểu của người phụ nữ Bến Tre nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung, thể hiện tinh thần anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang. Chương trình được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre tổ chức với thời lượng khoảng 120 phút. Đây cũng là lần đầu tiên loại hình nghệ thuật thực cảnh tích hợp nhiều loại hình, kịch, ca cảnh, cải lương, thoại được tổ chức tại Bến Tre.